Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm, đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam. Kính thưa các đồng chí đại diện các bộ ngành trung ương, quý vị đại biểu doanh nghiệp và khán giả xem truyền hình trên kênh VTC1, Đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam. Trước hết, cho phép tôi được gửi lời chào mừng và chúc mừng đến tất cả các doanh nghiệp, các đồng chí đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và khán giả trên truyền hình. Thay mặt ban chỉ đạo chương trình, tôi hoan nghênh sáng kiến của Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế phối hợp với Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Doanh nhân Việt Nam với sự bảo trợ thông tin của tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo tổ chức chương trình khảo sát thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng năm 2016. Chương trình được áp dụng các tiêu chí theo luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình nhằm đánh giá các thương hiệu, nhãn hiệu có uy tín và nổi tiếng tại Việt Nam thông qua nghiên cứu các xu hướng tiêu dùng và mức độ tín nhiệm của bạn đọc. Qua đó sẽ giúp các doanh nghiệp có cái nhìn khách quan về thương hiệu, nhãn hiệu của mình trên thị trường. Đồng thời, chương trình khảo sát cũng hướng tới cho các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu mạnh nhằm cung cấp cho người tiêu dùng nhiều hơn nữa các sản phẩm dịch vụ Việt Nam có chất lượng cao, được xã hội tin nhiệm và được ứng dụng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sử dụng hàng hóa dịch vụ, mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo. Và tiêu chí tiếp theo dựa trên phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành. Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp. Tiêu chí tiếp theo là thời gian sử dụng liên tục của một nhãn hiệu. Và tiêu chí tiếp theo, uy tín rộng rãi của hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu. Tiêu chí tiếp theo là số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu. Một niềm đam mê công nghiệp phục sự khách hàng đến thành công. Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, thế giới xây dựng đã tập trung đầu tư vào phát triển mạnh lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình công nghiệp và nhà đất thể chế. Sự chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Nghĩa được thành lập từ năm 1993, phát huy truyền thống những người lính cụ Hồ tại chiến trường Quảng Trị năm xưa. Triển sơn quốc tế Lasen được biết đến như một nhà cung cấp sơn bột bả chất chống thấm hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu sơn và bột bả Lasen bộc phá sơn đa dạng màu sắc phù hợp mọi công trình không gian nội ngoại thất luôn bền vững với khí hậu Việt Nam. Xin được chúc mừng công ty cổ phần thương mại quốc tế Hoa Hùng, tự hào là đơn vị tiên phong trong sản xuất và lắp ráp đèn LED và thương hiệu Tio tại thị trường Việt Nam với tiêu chí lấy chất lượng tạo nên thương hiệu. Đèn LED Tio luôn cố gắng đem đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng, mẫu mã và đáp ứng tốt những công trình đèn dân dụng, đèn trang trí, vân vân. Xin chúc mừng công ty cổ phần thương mại kiến trúc nội thất Xanh là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thi công nội thất với việc ứng dụng các công nghệ xanh đạt tiêu chuẩn châu Âu và nội thất tại Việt Nam. Không những là một trong 10 thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn tin tưởng nhất, nội thất xanh đã tạo nên một xu thế thiết kế xanh mà đó là tương lai của cuộc sống đô thị. Tiếp theo xin được chúc mừng top 10 ngành hàng thực phẩm, dược phẩm. Xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Ích Nhân Bảo Xuân là sản phẩm bổ sung nội tiết tố nữ giúp chăm sóc sức khỏe và tuổi xuân cho phụ nữ sau tuổi 30. Bằng việc đầu tư nghiêm túc cho chất lượng sản phẩm, Bảo Xuân được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng và hiện là sản phẩm đầu tiên và duy nhất được Hội phụ sản khoa Việt Nam kiểm nghiệm và chứng nhận hiệu quả. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Xin được chúc mừng công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược Nam Kinofarm là một doanh nghiệp chuyên sản xuất thuốc thực phẩm chức năng từ những dược liệu hoàn toàn tự nhiên. Được thành lập từ năm 1982 với đội ngũ dược sĩ lương y giàu kinh nghiệm, Kinofarm đã cho ra đời những sản phẩm uy tín chất lượng ra thị trường. Xin được chúc mừng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Trà Bồng, Quế Trà Bồng là một trong bốn đặc sản của tỉnh Quảng Ngãi được trồng từ những thập kỷ 80-90 có công dụng trong đông y và tây y. Quế có thể làm gia vị đồ thủ công mỹ nghệ nhang tinh dầu. Cả nước với nhiều mô hình dịch vụ. Tổ chức kỳ khảo sát và phát triển thương công nghiệp nhãn hiệu nổi tiếng năm 2016. Chúng ta cùng một lần nữa chúc mừng cho họ. Vâng, xin cảm ơn các doanh nghiệp và xin được cảm ơn hai vị.